Bác sĩ tiết lộ, đi ngủ cứ ăn một củ này sẽ ngủ ngon đến sáng, sống rất thọ, gan thận khỏe như voi. Mến chào bà con cô bác đang theo dõi trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Cô bác thân mến, mất ngủ là một vấn đề rất phổ biến trong cuộc sống hiện đại và chúng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Khi bị mất ngủ lâu ngày, nhiều cô bác sẽ tìm ngay đến các loại thuốc an thần giúp ngủ ngon, ngủ sâu. Nhưng về lâu dài, các loại thuốc này có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, bòn rút sức khỏe nhanh khủng khiếp. Tuy nhiên, có rất nhiều cách bằng các phương pháp tự nhiên khác nhau có thể giúp cô bác cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình một cách hiệu quả. Và một trong những cách chữa mất ngủ thì gừng chính là phương pháp trị mất ngủ bằng dân gian được nhiều người áp dụng nhất hiện nay. Bởi vì chúng mang đến hiệu quả cao, cách sử dụng thì cũng rất đơn giản. Và để tăng tính hiệu quả, nhiều người đã kết hợp gừng cùng một số loại nguyên liệu quen thuộc khác. Trong video lần này, An Tâm Sống Khỏe sẽ gợi ý một số bài thuốc trị mất ngủ từ củ gừng tại nhà, cực kỳ dễ thực hiện mà cô bác hãy cùng tham khảo. Trong các gian bếp của nhiều gia đình Việt Nam, gừng là nguyên liệu khá quen thuộc, không chỉ sử dụng để làm gia vị, tăng thêm độ thơm ngon cho món ăn. Gừng còn là vị thuốc quý có công dụng chữa trị nhiều bệnh khác nhau, đặc biệt là bệnh mất ngủ. Sở dĩ dân gian hay dùng gừng để chữa bệnh mất ngủ là bởi hàng loạt các lợi ích mà gừng mang đến cho sức khỏe, nhất là đối với giấc ngủ. Thể theo nghiên cứu của Đông y, tên gọi khác của gừng là sinh khương. Chúng có tính ấm, vị cay và có công dụng tán hàn ôn trung, giải độc, tiêu hành thủy và quy vào ba kinh, phế, tỳ và vị, có tác dụng tán hàn ôn trung, phát biểu, hành thủy, tiêu đàm, giải độc. Khi đi vào cơ thể sẽ tạo cảm giác cân bằng, thoải mái nên giúp dễ ngủ hơn. Trong nhiều các thang thuốc đông y, dù là bệnh hàn hay nhiệt, hư hay thực, các thầy thuốc vẫn thường dặn người bệnh cho thêm từ 3 đến 5 lát gừng vào mỗi thang thuốc khi sắp uống. Còn theo phân tích của y học hiện đại thì gừng có chứa tinh dầu từ 2 đến 3%, chất nhựa 5% và chất béo 3%, tinh bột cùng các chất cay như gingerol. Gừng được cho là mang lại nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe. Đặc biệt, gừng được xem là một trong các loại thuốc trị mất ngủ bằng thảo dược vô cùng tốt. Ngoài ra, gừng còn chứa sineon, một hoạt chất có tính oxy hóa mạnh, chống viêm và giúp giảm đau hiệu quả với cơn đau đầu, đau nhức xương khớp. Những cơn đau này cũng là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh mất ngủ của cô bác. Những phương pháp sử dụng gừng để chữa mất ngủ mà tôi chia sẻ cho cô bác ngay sau đây đều là những phương pháp mà chính bản thân tôi và gia đình đã áp dụng cho hiệu quả tốt nên muốn chia sẻ lại cho cô bác cùng tham khảo. Chẳng là dạo gần đây, công việc căng thẳng nên tôi cũng hay bị mất ngủ, rồi giấc ngủ thì chập chờn. Trong khi mẹ tôi cũng có tuổi rồi nên sức khỏe cũng kém, giấc ngủ cũng kém đi, thường hay trằn trọc mất ngủ. Thấy tôi và mẹ hay mệt mỏi, thiếu sức sống như vậy nên mới chỉ có một số cách dùng gừng để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Khi áp dụng thử thì đúng là có hiệu quả thật của bác ạ. Do đó, chữa mất ngủ bằng gừng là một cách điều trị đơn giản, dễ thực hiện, nguyên liệu lại có sẵn, chi phí thì rẻ nhưng vẫn mang lại hiệu quả tốt, đồng thời đảm bảo an toàn cho người bệnh. Và nếu đang muốn tìm những cách chữa trị mất ngủ bằng gừng thì cô bác có thể tham khảo và áp dụng một số cách dưới đây nhé. Cách đầu tiên để dùng gừng chữa mất ngủ đó là uống trà gừng. Cách chữa mất ngủ bằng gừng cực kỳ hiệu nghiệm. Việc sử dụng trà gừng là một trong những cách đơn giản, vừa thơm ngon, vừa dễ uống lại được nhiều người sử dụng hiện nay. Trà gừng được biết đến là một loại thức uống thảo dược không chứa caffeine, giúp can thần, xoa dịu thần kinh. Bên cạnh đó, sử dụng trà gừng còn mang lại một số công dụng nhất định cho sức khỏe, như làm thuyên giảm tình trạng đau nhức đầu, làm ấm cơ thể, quá trình lưu thông máu được diễn ra suôn sẻ, làm giảm căng thẳng và mệt mỏi. Ngoài ra, tình trạng mất ngủ do bị thiếu máu não hoặc do các bệnh lý liên quan đến xương khớp cũng được cải thiện hiệu quả. Để làm trà gừng, cô bác chỉ cần chuẩn bị các nguyên liệu chủ chốt bao gồm một củ gừng tươi và sơ chế chúng bằng cách rửa sạch, sau đó thái thành từng lát mỏng. Trà gừng tươi đã được thái lát và tách trà có sẵn, đổ vào 150ml nước sôi và tiến hành hãm nóng trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút. Nếu vị của gừng quá nồng, cô bác có thể thêm một chút đường phèn để tăng mùi thơm, dễ uống. Trước khi đi ngủ 1 đến 2 tiếng, cô bác có thể sử dụng từ 1 đến 2 cốc trà gừng ấm. Tuy nhiên, cô bác lưu ý, trong quá trình sơ chế gừng, cô bác không nên đập dập vì điều này sẽ tiết ra một số độc tố gây hại đến gan. Nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ khiến gan và thực quản bị ung thư. Cách tiếp theo để sử dụng gừng chữa mất ngủ đó là kết hợp mật ong và gừng, sự kết hợp hoàn hảo để chữa chứng mất ngủ.
Một cách chữa mất ngủ bằng gừng mang lại hiệu quả cao mà chúng tôi muốn đề cập đó chính là kết hợp hai nguyên liệu mật ong và gừng. Vậy tại sao gừng khi kết hợp với mật ong lại có tác dụng chữa trị chứng mất ngủ? Mật ong chứa tryptophan. Khi kết hợp với gừng sẽ chuyển hóa thành melatonin, một hormone có chức năng giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học của cơ thể, giúp cô bác có một chu kỳ ngủ hợp lý bằng cách khiến cơ thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ hơn. Trong mật ong còn chứa glucose, chất này có tác dụng giúp ổn định đường huyết và bổ sung một số dưỡng chất để phục vụ quá trình nuôi dưỡng não, từ đó giúp não giảm bớt tình trạng căng thẳng. Ngoài ra, mật ong còn chứa chất fructose sẽ chuyển hóa thành dạng glycogen, giúp đường ruột được ổn định, từ đó hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ. Chính vì vậy mà khi kết hợp gừng cùng mật ong sẽ đem lại hiệu quả vượt trội trong việc chữa mất ngủ cho cô bác. Với phương pháp này, cô bác có thể lựa chọn một trong hai cách sau để tiến hành thực hiện. Cách 1 là mật ong đem ngậm với gừng. Nguyên liệu 500g gừng tươi, 1 lít mật ong nguyên chất, 1 hũ thủy tinh có nắp đậy. Cách làm, sau khi thu hoạch gừng, để vỏ xe lại thì cô bác cần phơi dưới nắng, sau đó loại bỏ hết đất cát trên củ gừng bằng cách đập nhẹ, tiến hành chà vỏ thật sạch rồi phơi nắng để ráo. Đối với vỏ gừng, cô bác cần cạo sơ qua, không được cạo sạch lớp vỏ bởi vỏ gừng chứa nhiều dưỡng chất tốt cho giấc ngủ. Sau đó, thái củ gừng thành từng lát mỏng rồi đem đi phơi nắng. Xếp gọn gàng các lát gừng vào hũ thủy tinh 2 lít đã được chuẩn bị, sau đó đổ nhẹ nhàng 1 lít mật ong nguyên chất, tiến hành đổ sao cho mật ong phủ kín gừng. Cần bảo quản ở những vị trí thoáng mát và khô ráo. Ngâm trong khoảng thời gian 1 tháng thì cô bác có thể dùng. Cách thứ hai, làm trà gừng mật ong. Cần sơ chế củ gừng tươi bằng cách rửa sạch chúng, thái thành 2-3 lát mỏng. Cho gừng tươi cùng với 200ml nước nóng và tách trà, tiến hành hãm trong khoảng thời gian 15-20 phút. Đợi đến khi trà gừng có hơi ấm thì hòa cùng với mật ong. Để có một giấc ngủ tuyệt vời đến sáng hôm sau, cô bác nên uống trước khi đi ngủ 1 tiếng. Cách thứ 3 để chữa mất ngủ đó là ngâm chân với gừng tươi. Để chữa mất ngủ bằng gừng mang lại hiệu quả cao, ngâm chân bằng củ gừng tươi là phương pháp được nhiều người tìm hiểu và áp dụng. Theo nghiên cứu của Đông y, lòng bàn chân là nơi tập trung nhiều huyệt vị trên cơ thể. Riêng việc chỉ ngâm chân với nước nóng thôi cũng đã có tác dụng đả thông kinh mạch, điều hòa khí huyết, kích thích khả năng tự phục hồi của não bộ và đồng thời giúp thư giãn cơ thể và tinh thần. Khi kết hợp ngâm chân với gừng tươi, hiệu quả điều trị mất ngủ sẽ được nhân lên. Mẹ nhỏ này khiến mọi căng thẳng đều được giải tỏa, chuẩn bị một giấc ngủ sâu để cơ thể được nghỉ ngơi và phục hồi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tương tự như cách kết hợp mật ong cùng gừng tươi, việc ngâm chân với gừng cũng có hai cách làm. Thứ nhất là ngâm chân bằng muối và gừng. Cách thực hiện, cô bác sơ chế củ gừng tươi bằng cách rửa sạch và tiến hành thái thành từng lát mỏng. Đun nước thật sôi, cho nguyên liệu gừng vào và tiến hành đun thêm 5 phút. Cho nước gừng đã đun vào chậu, sau đó hòa cùng một muỗng cà phê muối biển đã chuẩn bị sẵn. Chờ cho nước nguội còn khoảng 42 độ C thì sử dụng để ngâm chân. Với phương pháp này, thời gian ngâm chân thích hợp là từ 15 đến 20 phút. Thực hiện đều đặn mỗi tối trước khi đi ngủ, đảm bảo chứng mất ngủ sẽ được cải thiện. Thứ hai, ngâm chân với gừng và giấm ăn. Cô bác cũng cho gừng tươi và giấm ăn vào nồi, thêm nước với lượng vừa phải rồi đun sôi. Đổ nước vừa đun ra chậu, canh chừng đến khi nước ấm khoảng 42 độ thì tiến hành ngâm chân. Cách thứ tư để chữa mất ngủ và tăng cường chất lượng giấc ngủ bằng cách kết hợp gừng tươi với rượu trắng. Để tăng tính hiệu quả, nhiều người đã lựa chọn rượu trắng để kết hợp với gừng tươi. Rượu trắng có độ tinh khiết cao, mùi thơm, tính ấm nên chúng có khả năng kinh thông, khai vị, khu phong tán hàn, thất tý. Massage chân bằng rượu trắng và gừng sẽ giúp gân được thư giãn, xua tan cảm giác căng thẳng và mệt mỏi, từ đó giúp người bệnh dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ hơn. Bài thuốc này rất thích hợp để sử dụng với những người vận động nhiều, thường xuyên ngồi hoặc đứng một chỗ trong thời gian dài. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một củ gừng tươi, một ít rượu trắng. Cách làm: đối với nguyên liệu củ gừng tươi, cô bác cần sơ chế chúng bằng cách rửa sạch và giã nát. Sau đó, xếp chúng gọn gàng vào hũ thủy tinh và đổ rượu vào. Vặn nắp thật kín và ngâm trong khoảng thời gian là 1 tháng. Để hỗ trợ quá trình lưu thông khí huyết được diễn ra suôn sẻ và giảm thiểu tình trạng đau nhức, cô bác có thể lấy một ít rượu gừng để thoa lên lòng bàn chân mỗi ngày. Và cuối cùng là cách dùng tinh dầu gừng, phương pháp trị mất ngủ đạt hiệu quả cao. Sử dụng tinh dầu gừng trị mất ngủ được cho là phương pháp an toàn và ít gây ra tác dụng phụ nhất. Theo đó, sử dụng tinh dầu gừng với nồng độ thích hợp sẽ cải thiện rõ rệt chứng mất ngủ.
đồng thời làm giảm tình trạng căng thẳng và lo âu, tạo cho tinh thần của người bệnh cảm giác thoải mái. Ngoài ra, chất zingivine có trong tinh dầu gừng giúp hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan đến xương khớp, chống viêm và giảm tình trạng đau nhức hiệu quả, từ đó giúp người bệnh đi sâu vào giấc ngủ nhanh hơn. Ngoài tác dụng chính là chữa trị chứng mất ngủ, tinh dầu gừng còn khắc phục hiệu quả các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp như phế quản, cảm lạnh, cảm cúm. Cô bác có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng tinh dầu gừng dưới đây. Cách 1, cần chuẩn bị sẵn máy khuếch tán tinh dầu, sau đó cho tinh dầu gừng vào máy để lan tỏa mùi hương. Cách 2, nhỏ vài giọt tinh dầu gừng vào miếng khăn giấy đã chuẩn bị rồi đặt ở dưới gối. Hoặc cô bác cũng có thể cho vào chén, đĩa nhỏ hoặc bóng bông gòn rồi đặt cạnh chỗ ngủ. Cô bác thân mến, như vậy là chúng tôi vừa chia sẻ tới cô bác 5 cách sử dụng gừng tươi để điều trị bệnh mất ngủ cũng như cải thiện chất lượng giấc ngủ của cô bác. Nếu đang loay hoay tìm kiếm những phương pháp cải thiện chất lượng giấc ngủ hiệu quả, thì cô bác hãy thử thực hiện những phương pháp trên và chia sẻ kết quả xuống phần bình luận cho ban biên tập và mọi người cùng được biết nhé. Chữa mất ngủ bằng gừng là phương pháp dân gian được sử dụng phổ biến hiện nay. Sử dụng gừng trong một thời gian dài sẽ giúp hệ thần kinh được thư giãn, giảm bớt căng thẳng, hỗ trợ cải thiện tốt chức năng của hệ tiêu hóa, từ đó giúp người bệnh đi sâu vào giấc ngủ một cách nhanh nhất. Các bài thuốc chữa mất ngủ bằng gừng cũng có ưu điểm là dễ thực hiện, các nguyên liệu kết hợp cùng dễ kiếm, giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí. Bên cạnh đó, các bài thuốc chữa mất ngủ bằng gừng lành tính, an toàn, không có tác dụng phụ cho hiệu quả khá tốt. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc gừng có tác dụng thay thế các thực phẩm chức năng. Để tăng tính hiệu quả trong quá trình sử dụng gừng, người bệnh cũng nên kết hợp với các phương pháp khác nhau. Để quá trình sử dụng đạt hiệu quả như ý, người bệnh cần lưu ý một vài vấn đề dưới đây. So với việc sử dụng phương pháp Tây y, tốc độ phát huy hiệu quả khi sử dụng gừng chữa mất ngủ khá chậm. Bên cạnh đó, chúng còn tùy thuộc vào mức độ bệnh và cơ địa của từng người. Nhưng thực tế, phương pháp này chỉ áp dụng cho người bị khó ngủ trong thời gian ngắn. Những ai mắc chứng mất ngủ kinh niên nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có cách khắc phục tốt hơn. Thứ hai, mất ngủ có thể do nhiều nguyên nhân gây ra và tình trạng mất ngủ ở mỗi người là khác nhau. Đối với những trường hợp mất ngủ ở mức độ nghiêm trọng hoặc do bệnh lý thì cách chữa bằng gừng có thể không mang lại hiệu quả như mong đợi mà cần phải điều trị chuyên môn. Do đó, để có cách chữa mất ngủ hiệu quả thì tốt nhất là chúng ta nên thăm khám bác sĩ chuyên môn trước để được chẩn đoán và đưa ra chỉ định điều trị phù hợp và hiệu quả nhất, sau đó mới kết hợp các bài thuốc chữa mất ngủ bằng thảo dược của bác nhé. Hơn nữa, hiệu quả của cách chữa mất ngủ bằng gừng còn phụ thuộc vào cơ địa và tình trạng cụ thể của mỗi người. Có người áp dụng hiệu quả, nhưng có người thì hiệu quả không đáng kể. Bên cạnh đó, các bài thuốc chữa mất ngủ bằng gừng nói riêng và các bài thuốc chữa trị mất ngủ nói chung cho hiệu quả chậm nên đòi hỏi của bác phải kiên trì thực hiện, áp dụng bài thuốc trong thời gian dài mới thấy được hiệu quả. Thời gian thích hợp để sử dụng phương pháp này là từ 10 đến 15 ngày. Ngoài ra, không phải cách trị mất ngủ bằng dân gian nào cũng an toàn tuyệt đối. Với nguyên liệu gừng, mặc dù độ lành tính của chúng khá cao, nhưng trong một số trường hợp sẽ gặp phải tác dụng phụ như nổi mề đay, nổi phát ban. Khi nhận thấy các dấu hiệu lạ, cô bác ngay lập tức ngưng dùng và áp dụng các phương pháp điều trị khác. Những người bị viêm loét dạ dày, cao huyết áp, người mắc các bệnh lý liên quan đến mật, tim, gan không nên sử dụng gừng để chữa mất ngủ. Ngoài những lưu ý trên, thì khi áp dụng chữa mất ngủ bằng các bài thuốc từ gừng để đạt được hiệu quả tốt nhất, thì người bệnh cũng cần lưu ý thêm một số vấn đề sau. Hạn chế gọt vỏ gừng khi chế biến. Dưỡng chất cần thiết của gừng tập trung ở nhiều phần vỏ, chỉ cần rửa sạch lớp vỏ và chế biến để phát huy được hết tác dụng cần có của gừng. Người đang có thân nhiệt bị sốt hoặc đang bị say nắng thì không nên sử dụng gừng. Người bị cảm nắng không nên dùng gừng. Hầu hết khi thấy mệt mỏi, ta thường dùng ngay, nhưng đối với những người bị say nắng thì không nên do tình trạng mất nước, tăng cao nhiệt độ, tính nóng có thể gia tăng biểu hiện xấu của bệnh. Nếu đang bị sốt cao thì không nên ăn gừng, uống nước gừng bởi sẽ khiến thân nhiệt của người cao hơn, làm tăng tổn thương mạch máu và xuất huyết đột ngột. Bên cạnh đó, tính cay của gừng không hợp với người bị đau dạ dày, đại tràng hoặc các chứng bệnh về tiêu hóa. Thành phần của gừng sẽ tác động mạnh đến niêm mạc dạ dày, ruột và đại tràng, kích thích tiết dịch vị, bào mòn dạ dày và gây viêm loét. Người bị bệnh gan cũng không nên ăn gừng, tế bào gan sẽ bị kích thích bài tiết, làm hoại tử nhanh hơn, gây nghiêm trọng bệnh tình hơn. Người bị xơ gan, viêm gan mãn tính tuyệt đối không được dùng gừng.
Ngoài ra, nếu có các vấn đề về trĩ cũng nên hạn chế ăn gừng bởi nguy cơ làm vỡ các thành mạch máu, gây chảy máu tử cung ở nữ giới và đẩy trĩ xuất hiện nhiều hơn. Phụ nữ có thai không nên ăn quá nhiều gừng. Giai đoạn thai nghén có thể ăn gừng nhưng không ăn quá nhiều bởi nguy cơ tăng huyết áp cao. Cô bác cũng không nên sử dụng củ gừng đã bị dập nát, hư hỏng vì sẽ tự sinh ra độc tố, gây ảnh hưởng đến gan, lâu ngày có thể dẫn tới ung thư gan. Gừng có tính nóng, vì thế không nên lạm dụng quá nhiều, đặc biệt là không nên uống nước gừng quá đặc liên tục trong nhiều tháng, rất có hại cho dạ dày và gan. Do đó, cô bác nên sử dụng liều lượng chừng mực, đảm bảo không gây ra tình trạng phản tác dụng. Lưu ý khi ăn gừng để có được sức khỏe tốt hơn. Bên cạnh việc áp dụng bài thuốc chữa mất ngủ từ gừng, cô bác cũng cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và sinh hoạt hợp lý, biết cân bằng tâm lý, giữ cho tâm trạng được thoải mái, tránh dùng các chất kích thích để giúp cải thiện chứng mất ngủ tốt hơn của bác nhé. Cô bác thân mến, trên đây là tổng hợp một số cách chữa mất ngủ bằng gừng được nhiều người áp dụng nhất hiện nay. Và những thông tin này chỉ mang tính tham khảo, không nhằm mục đích chẩn đoán hay điều trị bệnh mất ngủ cho cô bác. Vì vậy, để chữa mất ngủ một cách hiệu quả nhất, thì cô bác hãy thăm khám bác sĩ để tìm ra nguyên nhân và có chỉ định điều trị phù hợp nhất. Cô bác đừng quên nhấn nút chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới nhất trên kênh An Tâm Sống Khỏe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.